Nguyễn Thành Công xin trân trọng kính chào quý vị. Sau gần 35 năm kể từ ngày những người Việt tị nạn thế hệ đầu tiên bỡ ngỡ đặt chân đến bến bờ tự do với hai bàn tay trắng, những ai có dịp vào khuôn viên của trường đại học nổi danh George Mason, Virginia vào khoảng năm 2010 cũng đều ngạc nhiên trong niềm hãnh diện khi nhìn thấy một tòa nhà mới xây, kiến trúc tân kỳ cho phân khoa kỹ thuật mang tên Nguyễn, tức The Nguyễn Engineering Building. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Võ Long, là người đã cùng hiền thê của ông bà Kim My Dương đã cống hiến cho Đại học George Mason cơ sở cho phân khoa kỹ sư và kỹ nghệ tin học mang họ Nguyễn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Võ Long khởi đầu sự nghiệp chuyên môn với ngành giáo dục, giảng dạy điện toán suốt 20 năm tại các đại học danh tiếng như Georgetown, Indiana và Purdue. Sau đó, ông là sáng lập viên của cơ sở kỹ thuật cao cấp Pragmatis vào năm 1985, phục vụ cho chính phủ và quân đội Hoa Kỳ, đã được nhiều giải danh dự cao quý trong ngành giáo dục và cơ sở kinh doanh. Nhưng bên cạnh sự thành đạt về sự nghiệp, ông bà giáo sư cũng đã âm thầm cống hiến vô vị lời cho đất nước Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt tại hải ngoại và quê mẹ Việt Nam trong các chương trình phát triển giáo dục, cơ sở trường học, văn hóa, trợ cấp nhân đạo, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại tại Việt Nam và nhiều tổ chức thanh niên như Hướng Đạo Liên Hội Sinh viên Việt Nam. Bước vào số tuổi 75, tâm tư của giáo sư Nguyễn Võ Long hướng về một vấn nạn to tát hơn của quê cha đất tổ. Đó là hiểm họa diệt vong trước nguy cơ xâm lăng của tàu cộng phương Bắc. Cuộc bàn đàm của chúng tôi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Võ Long trong chương trình Người Việt trên đường tị nạn hướng đến tương lai sẽ gồm hai phần, phát hình vào hai kỳ. Phần 1 với chủ đề con đường thành công phục vụ giáo dục và kỹ thuật, và phần 2 với chủ đề con đường cứu nước. Xin kính mời quý vị khán thính giả bước vào phần 1 của cuộc mạng đàm hôm nay. Và xin kính chào giáo sư Nguyễn Võ Long. Cảm ơn anh Công. Kính chào quý vị khán thính giả. Điều gì để khiến giáo sư chuyển sự cống hiến từ môi trường giáo dục qua phạm vi sáng lập và điều hành hãng Pragmatis phục vụ cho chính phủ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, thưa giáo sư? Sau 20 năm giảng dạy khoa học vi tính, vật lý và toán, tôi thấy chuyện đó không còn là một thử thách nữa. Thành ra tôi muốn có một thêm thử thách mới trong đời. Mà ở bên này, vấn đề mà lập ra một hãng để mà thành công mà giữ vững nó rất là khó khăn. Thành ra tôi muốn có cái thử thách đó. Khi tôi mới bắt đầu đó, có nhiều người không nói tôi sẽ không thành công, vì kinh nghiệm của tôi từ trước tới đó chỉ là giảng dạy ở đại học chứ không có biết gì về kinh doanh. Thưa giáo sư, là một thành viên trong cộng đồng thiểu số người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, xin giáo sư có thể nào chia sẻ kinh nghiệm của giáo sư cũng như những bí quyết mà giáo sư đã gặt hái được sự thành công trong suốt một cái chặng đường trong lĩnh vực chuyên môn từ giáo dục sang tới cơ sở kỹ thuật cao cấp, đến với các thế hệ tiếp nối của người Mỹ gốc Việt không, thưa giáo sư? Lập ra một hãng rất có nhiều thử thách, rất có nhiều khó khăn, gần 2 năm mới có được cái ứng đầu tiên. Nhưng lớn những các càng đòi hỏi, tôi tin tưởng ở cái kiến thức kỹ thuật của ông, nhưng hãng ông không có một cái kinh nghiệm gì để phục vụ các càng hết. Tôi không có thể nào mà hy sinh cái sự nghiệp của tôi để cho một cái hãng mới bắt đầu. Cái thử thách thứ nhì nữa là muốn tìm được người giỏi để giúp mình đó cũng rất có khó khăn. Tại vì mấy người có khả năng, có giỏi, họ nói cái hãng của mình mới không có kinh nghiệm gì hết, làm sao mà họ có thể vô phụ mình được. Thành ra hai cái đó là hai cái thử thách rất lớn, và thêm vào đó có mấy chục ngàn hãng khác cạnh tranh với mình, họ cũng làm việc như việc gì đó. Tiện đây có một bí quyết mà tôi sẵn sàng tiết lộ với tất cả mọi thế hệ trẻ Việt Nam. Cái bí quyết mà để thành công mà tôi học được đó là chỉ cần 4 phần. Muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh, mình cần thứ nhất phải có motivation. Thứ nhì phải chịu khó làm việc, rất là làm việc vất vả. Khi tôi mới ra 3 năm trời tôi làm việc, cả weekend không có đi vacation nào hết. Đó là cái thứ hai. Thứ ba nữa là chỉ cần một thông minh trên trung bình, không cần phải là genius, trên trung bình là đủ.
Cái thứ tư là có một chút xíu luck, là chỉ bốn bí quyết đó có thể thành công. Bên cạnh sự thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn, giáo sư cũng đã có những cống hiến vô vị lợi về giáo dục, về nhân đạo, không riêng gì ở trên đất nước Hoa Kỳ, mà còn đối với cộng đồng người Việt cũng như là đối với quê mẹ Việt Nam. Thì thưa giáo sư, xin giáo sư cho biết động lực và mục đích mà giáo sư thực hiện những cống hiến vô vị lợi như vậy, và nếu được xin giáo sư đơn cử một vài ví dụ cụ thể trong những cái cống hiến của giáo sư và cái tầm mức mà mang tới những cái lợi ích cho xã hội Việt Nam cũng như là các trường ốc và xã hội Hoa Kỳ. Người Việt Nam mình rất tôn trọng và quý báu giáo dục, nhất là giáo dục cho trẻ em, giáo dục của thế hệ tương lai của đất nước. Thành ra tôi cũng rất chú trọng đến vấn đề giáo dục. Tôi đã góp vào những trường đại học ở Mỹ như là George Mason University, Iowa State University và University of Maryland. Tôi đã cho học bổng những sinh viên ở các trường đó. Tôi đã mở những endowments để giúp cho các trường đó bằng trướng thêm. Ngoài ra những chuyện giáo dục như vậy, tôi cũng đã phụ giúp cho những thương phế binh của Mỹ. Tôi giúp cho những nạn nhân của ngày 11 tháng 9. Tôi đã giúp cho những nạn nhân của thiên tai, chẳng hạn như là tsunami, flood, earthquake, cả ở nước Mỹ, dẫn những nước khác như là Haiti, hay là Philippines, hay là Nhật Bản. Một vấn đề cụ thể mà tôi rất làm có nhiều hiệu quả, tầm mức rất quan trọng, là khi tôi giúp cho Viện Đại học George Mason với cái trường, với cái building, engineering building đó. Mà tôi còn một lý do rất là quan trọng khi tôi làm những việc đó, là nếu ta dòm lịch sử của Mỹ, nhiều người nói là thế kỷ thứ 20 là thế kỷ của Hoa Kỳ. Trong thế kỷ thứ 20 đó, có rất nhiều người da trắng gốc từ Âu Châu qua giúp cho phát triển nền kinh tế của Mỹ. Bây giờ tôi muốn nói cho những người da trắng Mỹ biết là trong thế kỷ thứ 21 này, có những người Việt Nam tị nạn ở đây đã và sẽ góp phần vào sự tiến triển của nền kinh tế của Mỹ và sẽ làm cho nước Mỹ được hùng mạnh hơn, an ninh hơn. Dạ, thưa giáo sư, thế thì còn về phía đất mẹ Việt Nam thì sao thưa giáo sư? Trong cái sự trợ giúp đó, giáo sư có gặp trở ngại khó khăn nào không? Và bằng cách nào giáo sư có thể vượt qua những cái trở ngại khó khăn đó để giáo sư có thể, cái sự trợ giúp của giáo sư đến thực tận tay những người mà đáng được thụ hưởng? Dạ, thưa giáo sư. Vâng, về phía nước Việt Nam của chúng ta, trong nhiều năm qua, tôi đã cho học bổng các sinh viên của Viện Đại học Khoa học ở Sài Gòn. Chúng tôi đã giúp cho bệnh viện ở Huế, bệnh viện ở Đà Nẵng, bệnh viện ở Cần Thơ. Và cái chánh của chúng tôi trong gần 20 năm nay đó là tôi có cho xây cất một trường mẫu giáo ở làng của ông cụ tôi ở tỉnh Thừa Thiên. Sau khi xây cất đó thì mỗi năm tôi cấp gần 100 học bổng cho các em từ lớp mẫu giáo cho đến đại học. Trong thời gian đó có nhiều em đã được nhận vô học đại học y khoa ở Việt Nam, và mỗi năm tôi đều cấp thêm học lương bổng cho cô giáo, mướn người bảo vệ trường, mướn người nấu ăn trưa cho các em trẻ. Tôi thấy việc làm đó rất là có hữu hiệu. Và vấn đề mà tôi có gặp khó khăn hay không đó, thì tôi cũng đã nghe nói về vấn đề tham nhũng hối lộ trắng trợn ở Việt Nam. Nhưng đối với tôi không có gặp cái đó, tại vì từ đầu tôi đã nhờ những người thân tín, những người bà con lo những việc này, họ trao tiền thẳng cho những người mà tôi muốn giúp. Và tôi đã dặn từ đầu, nếu mà dính qua cái chính phủ nào đó, tôi sẽ không làm lập tức. Có lẽ nhờ vậy không ai có làm gắng cởi gì cho tôi trong mấy năm qua. Yeah. Kính thưa quý vị, cuộc bàn đàm của chúng tôi ở phần 1 đến đây xin tạm ngưng. Xin kính mời quý vị đón xem phần 2
với chủ đề Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Long, con đường cứu nước. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư. Cảm ơn anh Công.